Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Điện Tử Thu. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới, đó là máy đếm thời gian. Về chiếc máy này, nó có các bạn có thể ứng dụng vào rất là nhiều chức năng. Ở đây nó có một chiếc nút ấn để reset thời gian về không. Máy này nó hoạt động theo nguyên tắc khi các bạn cấp điện vào thì nó bắt đầu đếm thời gian. Khi các bạn ngắt điện, nó sẽ lưu trữ lại thời gian của các bạn. Các bạn ấn nút reset thì nó sẽ xóa thời gian về không không. Bây giờ tôi sẽ thử cấp điện cho các bạn xem. Ở đây tôi dùng nguồn điện 5V. Ở đây chúng tôi cài đặt để cho nó đo tuổi thọ bóng đèn. Thì ở phần đầu phần adapter, đầu nguồn nối vào với 220V thì các bạn có thể nối song song với cả nguồn 220V của bóng đèn tip để đo tuổi thọ của bóng đèn. Trường hợp mà các bạn tắt đi thì nó sẽ có chức năng là lưu trữ thời gian. Bây giờ tôi thử rút nguồn ra cho các bạn xem. Tôi đã rút nguồn ra thì cắm lại. Các bạn có thể thấy thời gian vẫn đang được đếm theo số giây mà vừa nãy khi tôi rút ra thì nó vẫn lưu trữ. Ở trên mạch có một nút reset bên dưới. Nếu các bạn muốn đưa nó về 00 thì các bạn chỉ cần giữ nút một chút, nó sẽ tự nhảy về không và nó bắt đầu đếm lại. Đấy, thì các bạn có thể thấy về nguyên lý hoạt động rất đơn giản. Các bạn có thể download mạch in và sơ đồ mạch in và nguyên lý ở dưới link của video này của chúng tôi đây để tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào.